Nguyễn Trung Trật
cái ngày lễ đó thì quý vị được tha hồ đến đó dự, cũng có mua vé. Hội chuyên gia sẽ đại hết cho quý vị. Xin cảm ơn cô Trúc Quân. Một lần nữa chúng tôi đại diện cho hội Kim Thanh Hiếu Kim Giang đặc giá xin cảm ơn cô Trúc Quân và ban tổ chức trong hội nghệ sĩ Việt Nam Úc Châu đã cho chúng tôi có cơ hội dự buổi dỗ tổ cải lương ngày hôm nay, cũng giống như là chứng kiến một cái tuồng cải lương nói về anh hùng Nguyễn Trung Trực là một người đã hy sinh vì tổ quốc, đã đánh giặc Pháp, cũng giống như là chống lại những người đã đàn áp người dân lương thiện ở dưới miền Tây Nam Bộ, giống như là miền Tây của Sài Gòn. Tuy nhiên hàng năm với hội Kim Giang đặc giá chúng tôi lúc nào cũng nhớ đến tinh thần của Nguyễn Trung Trực và đã chọn ngày, và mỗi một năm chúng tôi hay tổ chức, đặc biệt năm nay chúng tôi sẽ tổ chức vào ngày 25 tháng 9 ngay tại đền thờ Quốc Tổ số 187 đường Hồ Chí Minh Roy vào lúc 11 giờ sáng. Nếu mà quý đồng hương có thời gian, mong quý đồng hương hãy đến để cùng chúng tôi nhân một nén hương đến một linh thần của Nguyễn Trung Trực, một người đã hy sinh vì đất nước. Một lần nữa xin đại diện cho hội Kim Thanh Hiếu Kim Giang đặc giá xin cảm ơn cô Trúc Quân cũng như ban tổ chức cho chúng tôi có cơ hội qua những tuần vừa xong thì chúng tôi với một người gốc là người Bắc nhưng mà cũng sinh ở miền Nam nhưng mà lớn lên bên Úc này thì chúng tôi rất là quý mến cũng giống như là trân trọng cái văn hóa cũng giống như những cái nghệ sĩ của miền Nam Việt Nam, đặc biệt là cái tuồng cải lương và cái văn nghệ cải lương mà chúng ta rất là quý và chân chúng ta cần phải chân quý và để giữ lại để tồn tại. Mong rằng là cái môn cải lương này sẽ được tiếp tục cho những hậu duệ sau này, và một lần nữa xin cảm ơn ban tổ chức cũng như là mong rằng là quý vị tiếp tục hỗ trợ cho hội và cho cộng đồng. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Và do không gian hạn hẹp của sân khấu nên hầu hết những cảnh trí, những đạo cụ, những động tác vũ đạo thực hiện trên sân khấu hát bội cải lương ca kịch đều mang tính chất ước lệ. Dựa trên tính cách ước lệ đó cùng phát xuất từ nguồn cảm hứng từ bức ảnh phá cờ của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Nguyễn Ngọc Thành, biên đạo múa Trương Tiến Dũng đã sáng tác thành một màn biểu vô cùng độc đáo nhằm tôn vinh lá cờ vàng dân tộc Việt, cũng là lá cờ tiêu biểu cho người Việt luôn vân ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có cộng đồng người Việt tự do của châu của chúng ta. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu màn múa lá cờ thiên âm nhạc Nguyễn Ánh Chính và Hoàng Tường. Đây màn vũ lá cờ thiên do ban người Việt ẩn trình diễn. Xin kính mời quý khán giả cùng thưởng thức. Dòng xưa mẹ đồng hồ.
phụ đo mình phụ công ra phụ khúc hạ thường tiên do chính là biết đào búa Tiêu Tiến Dung soạn. Chúng ta vừa được thưởng thức hai cái tiết mục có giá trị, rất là có giá trị về lịch sử. Kính thưa quý vị, tôi cũng vừa có dịp mới đi đánh giá về. Thì tôi thấy ở đánh giá của quý vị đi đâu cũng thấy đền thờ Nguyễn Trung Trực. Ông Nguyễn Trung Trực quả thật là một vị thánh sống của người dân đánh giá. Và tại đánh giá ông đã lập rất nhiều chiến công. Và ngay cái phường Vinh Thành đây là bây giờ là coi như là khu phố chính của thành phố đánh giá. Có một cái đền thờ rất lớn của Nguyễn Trung Trực. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng rất là vui sự thấy sự hiện diện của anh cựu chủ tịch Hội Đồng Hương đánh giá cũng như là đương kim chủ tịch. Thì hy vọng là chúng ta sẽ đáp lời mời của anh chủ tịch Hà Cao Thắng để đi dự buổi lễ ảnh dụ Nguyễn Trung Trực vào ngày 25/9 tới đây. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, tôi xin được giới thiệu nghệ sĩ Lan Châu và Kim Thủy lần lượt sẽ trở lại sân khấu trong màn Thoại Khăn Châu Lũ. Xin mời Lan Châu và Kim Thủy. Yeah.
nhiều phút. Cảm ơn chị Lan Châu và Kim Thủy. Và những thứ quý vị chúng tôi cùng rất là... Đi má ơi, mẹ con mình. Tôi rất là vui khi nhận được sự ủng hộ của tiến sĩ Hà Cao Thắng. Thay mặt cho hội thân hữu thế gian đặc giả ủng hộ cho chúng tôi 150 đồng. Xin cảm ơn anh Thắng. Xin cảm ơn chị Dung, chị Hà, hàng 200 đồng. Xin cảm ơn anh Toàn Nguyên và luật sư Nguyễn Văn Toàn tặng cho hội nghệ sĩ cho 200 đồng. Xin tặng cảm ơn tất cả quý vị. Để tiếp tục chương trình, bây giờ chúng ta bước qua một cái mục vở lịch sử khác. Ở Việt Nam thì ai cũng biết đến công chúa Huyền Trân, và nhiều người cũng biết đến câu ca dao là tiếc thay cây quế nhường rừng để cho thành mãi mường nó đeo. Và ý để ám chỉ là một người công chúa xinh đẹp như công chúa Huyền Trân là con gái của vua nhà Trần mà gả cho một vua Trẻ Vân người Chiêm để đổ lấy châu Âu và châu Lý, và nhờ đó mà nước Việt Nam mở rộng bờ cõi về phía Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay hội nghệ sĩ Úc Châu xin được trình bày một trích đoạn cải lương mang tên là Tâm sự Huyền Trân, được soạn bởi soạn nhạc Trúc Quân và được đạo diễn bởi nghệ sĩ Quân Hà. Kính thưa quý vị, xin chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho nghệ sĩ Kim Thi trong vai Huyền Trân, nghệ sĩ Lê Thị trong vai Trần Khắc Chung, tức là người yêu của công chúa Huyền Trân, phối hợp cùng với nhóm của viên vụ cùng lần lượt trở lại sân khấu với tài biên đạo của biên đạo múa Trương Tiến Dũng. Xin chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho Kim Thi và Lê Thị trong Tâm sự Huyền Trân. Sao bị không bị nhà không biết nhà dù sao.
tình không tình sao chung hoàn chiến tranh, hai châu đổ đến quyền trên cành vàng lá ngọc người thân xứ người.
một chút xíu. Kính thưa quý vị, tôi muốn nói một điều rất là đặc biệt là có những người mà quý vị thấy lên đây hát là rất là vui, là tại vì hát như bên Việt Nam qua thì phải là lần này đương nhiên. Nhưng đây là hai tài năng cổ nhạc học tại Úc, tức là không biết hát cả lương đến lúc mới biết hát. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn cho biết đi và đây đi. Đây là thế hệ tiếp nối của những người đã từng được đào tạo ở Việt Nam. Xin cảm ơn Lê Trí và Đức Lý một lần nữa. Bây giờ để thay đổi không khí, tôi xin mời quý vị chúng ta bước qua tân nhạc. Thì hôm nay thì tôi nghe giọng hát của anh rất là nhiều lần, nhưng mà vừa nay tôi được Nguyễn Vinh Hạnh là người giới thiệu anh lên đây hát. Tôi gọi anh là Duy Khánh của Úc Châu, nhưng anh không có chịu, còn anh xin tồn. Kính thưa quý vị, đây là giọng ca không ai khác hơn là ca sĩ Uma trong hai nhạc phẩm Tài Người Ca Quê Hương của nhạc sĩ Thanh Sơn, là một nhạc phẩm trong cái bộ sưu tập của Trần Văn Ngân, mà hôm nay anh chỉ hát một bài thôi, đó là bài Tứ Xuân Kinh Rừng Thảo. Xin mời anh Uma. Xin cảm ơn MC. Nhưng mà xin kính mời cái lỗi gì để thay đổi không khí của những nhạc sĩ này trước mắt để lại quá sớm. Thank you.
Cùng phải là báo của chúng ta, coi như là những cái
thương cảm trước thì hoàn cảnh của người Việt bị nạn chết ở trên biển, rồi có người thì bị hải tặc bắt hoặc là cướp đảo vân vân. Cho nên mình có cái vở tuồng tên là Đứa con rơi tên cướp biển. Hôm nay chúng ta không có tham vọng mà diễn viên tuồng là vì thì giờ không có thời gian. Chúng tôi chỉ trích một đoàn thôi. Và cái vở tuồng này sẽ được trình diễn bởi nữ nghệ sĩ kiếm đạo diễn Ngọc Hà và anh Minh Tiến. Xin chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho Ngọc Hà và Minh Tiến trong Đứa con rơi tên cướp biển. Thank you.
Nah.